sẽ hướng dẫn cho các bạn đây. Hai bạn ở đây. Thấy chưa? Ngang nè. Coaster là lót ly nè, để bên này để thuận tay của bạn nè. Thấy chưa? Rồi đi tới nè. Bên tay phải nè. Thấy chưa? Cầm cái lót ly nè. Logo của người ta xoay thật đúng nè. Thấy chưa? Rồi, đặt cái ly vào nè. Thấy chưa? Đặt vô. Tương tự. Bạn thấy cân bằng cái khay của bạn. Tiếp tục đặt vào nè. Rồi, em làm tiếp. Sướng nè, làm nhiều hai rồi. Để cái này xoay qua bên phải. Đúng rồi. Tiếp tục cho ba bạn kế tiếp. Rồi tương tự như vậy, bàn cuối cùng. Rồi các bạn sáu nè. Rồi bạn sáu người đặt vô sáu người nè. Đi bên này trước. Em đi thẳng vô trong đi, em đi thẳng vô trong chứ. Cho cái người ở bên trong. Ngồi đi, em ngồi đi. Kéo cái ghế vô ngay vị trí ngồi. Logo nè. Để ý cái logo nè. Ở đây. Logo phải quay cho người ta thấy ha. Ok, đúng. Rồi tiếp tục. Bên tay phải. Đúng rồi. Nhớ cái logo, để ý cái logo. Rồi cô này xếp cái chỗ này của cô nè. Sai. Kéo sát xuống chứ. Ngay cái mép bàn chứ. Chỉnh lại đi. Hả? Em đi vòng qua.